Những đức sắp xếp những cái thời khóa công phu buổi sáng và thời khóa công phu buổi tối cho nhiều quý Phật tử, dù là mình chưa đi đến chùa được nhưng mà mình ở nhà mình cũng tu được. Có những người đã nói rằng có khi người ta ở nhà người ta mà ta tu cũng như y rang ở chùa mình. Cũng có những người ta nói rằng là ta biết Phật Pháp lâu lắm à, vậy mà đi đến chùa thì tu được, về nhà thì không có thời khóa gì tu. Nên bây giờ mình đưa lên cái thời khóa tu, và thêm cái đi chùa mình tặng tượng Phật. Những đức đi xuống đây gần 7 năm nay, thì thời gian làm tượng Phật cũng gần 7 năm, không gián đoạn. Tượng Phật làm rất là nhiều. Cái tâm niệm của những đức à, suy nghĩ mỗi một gia đình chúng ta mà có ngôi Tam Bảo quý vị, có ngôi Tam Bảo, rồi có phương pháp tu, dù mình đi làm gì đi chăng nữa nhưng mà về nhà nó thấy ấm áp trong gia đình, nó có ngôi Tam Bảo, có cái thời khóa tu ở trong đó để mà mình dụng công mình tu, rất là đặc biệt. Chứ nếu như mà mình chờ đi đến chùa mới tu chứ ở nhà mình không tu được, thất bại, thất bại lắm luôn. Chứ thêm một cái nữa, thí dụ như quý vị nhìn trong cái thời đại bây giờ, có khi mình không đi đâu được luôn, đúng không? Khi có những lúc quý vị thấy dịch bệnh mà cách ly xã hội, không đi đâu được. Vì thì trong gia đình mình cũng có ngôi Tam Bảo, ở trong gia đình mình có thời khóa tu luôn. Đây là cái tính trước. Mà thêm cái pháp môn Tịnh Độ mà truyền cái cách này là rất là hay. Quý vị có thể dụng công, quý vị tu rất đặc biệt. Cho nếu như mà quý vị chỉ có đi đến chùa này thôi, vậy thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thất bại chắc chắn. Thường là nơi nào mà đông người thì nơi đó nó sẽ không tồn tại lâu đâu. Cái nguyên lý là thành bại nó ở thế gian là như vậy. Như Đức từng nói rằng một con diều nó bay cao thì có ngày nó cũng phải đáp xuống. Bất cứ nơi nào mà nó ầm ầm người ta đông ì đến, nó ào ạt rồi nó tiếng tâm nó nổi lên, là cái nguyên lý cái thời gian của thọ mạng nơi đó nó sẽ không có lâu đâu. Nếu như cái người mà đứng vị trí ở đó mà biết đường gì mà họ không có phát tiếng á, họ không có cần danh tiếng gì chứ, họ chỉ hướng dẫn người ta thôi, nó không dính vào danh lợi tiền bạc gì hết, thì thọ mạng nó còn dài một chút. Còn nếu như cái người trên đó mà họ không có vượt qua được, mà họ lao theo cái tiền tài danh tiếng á, thọ mạng ngắn lắm. Quý vị đến chùa chỉ khoảng thời gian vài năm là thôi à, thì bắt đầu kiếp nạn nó đến với cái nơi đó là tức khắc nó gián đoạn. Nên từ nơi đó mà những đức tính ra cái việc cái thời khóa tu này quan trọng, để khi một ngày nào mà chùa mình ở đây, ví dụ như nó không tổ chức được cái gì chứ, hoặc nó xảy ra một vấn đề gì với chùa mình á, thì quý vị vẫn là ở nhà vì tu được, nghe không? Cái việc ở thế gian là cái nguyên lý này những đức tính là chắc chắn 100%. Nó phải như vậy chứ nó không thể nào mà nó cái gì mà nó tồn tại mãi đâu. Thì cái phước duyên của con người thế gian mình nó đâu phải dày quá đâu. Thì thấy bây giờ lúc rảnh thì chạy đến đây tu, nghỉ lễ đi đến đây tu, Tết nhất đi đến đây tu. Nghĩa là cái đi đến đây tu là thấy nó bình yên vô cùng, cái đi đến là có người lo hết cho mình tu. Phước lớn quá đâu có dở. Các vị coi bao nhiêu địa phương ở trong một cái nước này, mà có mấy địa phương mà có những ngôi chùa vậy không? Nó tiện lợi với vị gì không? Có những ngôi chùa bị đến mà không có đúng thời khóa tu. Có những ngôi chùa mình đến mà mình không nghe ai hướng dẫn. Chùa thì nhiều nhưng mà cái chuyện hướng dẫn rất là ít. Cái việc mọi vị đến vì tu được, an lạc được, mà cái người trên đó nó có tâm lý, nó sắp xếp làm sao cho vị tu được mà vui được, việc này khó lắm. Vì coi như ngôi chùa mình đây á, già trẻ bé lớn thì cũng đi đến ở được. Cái việc này rất là khó, nó khó vô cùng. Có những nơi người ta có thể cho người lớn đến tu mà con nít nó đến không được. Nhưng chùa mình á, người trẻ cũng đi đến được, mà người già cũng đi đến được, mà con nít cũng đi đến được, bầu bì cũng đi đến được, si đa cũng đi đến được, cái người nào cũng đi đến được, chỉ cần đi chịu đi đến đây tu là được à. Nhớ
Quý vị thấy rất là rõ ràng luôn mà đi đến đây nhiều ngày tháng gì không đấy mình không biết. Đó, đó là cái địa phương có phước. Mà cái phước của chúng sanh nó phải cần tạo ra thì nó mới có lâu dài. Chứ nếu như cái phước này mình chỉ có xài thôi mà không tạo ra là mình sẽ bị gián đoạn. Nhưng những đức tin chắc 100% bất cứ nơi nào phát diễn là nơi đó sẽ có thời gian. Nó sẽ có thời gian nào đó thôi à. Cái nguyên lý ở cái cõi đời này là những đức từng học tập là người niệm Phật giảng sanh đối với tiền bạc, danh tiếng, thành bại đừng quá quan trọng. Nếu đặt vấn đề quan trọng là người này không phải người niệm Phật giảng sanh. Nó là xả ly ta bà hăng hoang cực lạc mà. Mà đối với tiền bạc và danh lợi và thành bại mà đặt vấn đề gì thì chúng ta đâu phải là người niệm Phật giảng sanh. Cái người niệm Phật giảng sanh là đủ duyên thì mình cứ chăng thật mình làm cho tốt đi. Còn hết duyên thì mình buông xuống liền, chứ mình không có cái gì mà phải cầu cưa với nó nặng nề chứ. Hoặc là mình bực bội mình nói rằng mình làm tốt tại sao ngăn chặn mình. Không phải. Tuy là làm tốt nhưng mà đòi hỏi duyên và phước của mình và của chúng sanh nó phải phù hợp thì nó mới làm được lâu dài. Chứ nó một bên mà bị gián đoạn thì nó không có tồn tại đâu. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là cái thời khóa niệm Phật lại Phật mà sáng tối rất là quan trọng. Nên hàng Phật tử biết tu phải nghĩ cái này là quan trọng. Bây giờ vì nghĩ đi chùa của mình mỗi ngày bình yên là nhờ cái gì? Công phu niệm Phật ngày bốn thờ. Nên đông người mà bình yên. Nhưng đức nói rằng bây giờ lo cho người già, chùa mình đông gì? Nếu mỗi ngày những đức không hướng dẫn, mỗi ngày nó không có phương pháp niệm Phật, không có thời khóa tu, chắc ở đây chắc nó tóc mái chùa lên quá à. Thôi ở nhà mình có mấy người đây mà nó còn quậy te tu chịu không nổi, mà không chi là cái chùa mà đông như vậy. Các vị coi như hôm qua với hôm nay chùa mình khoảng 600 người ở trong đây. Các vị suy nghĩ mà nó bình yên vô sự, nó không có cái gì lãng quạng. Tới giờ ăn cơm vô nhà ăn ngồi im re, tới giờ đi ngủ thì đi ngủ, tới giờ công phu lên công phu. Các vị coi rõ ràng không? Cái này điều này không có dễ đâu quý vị à. Nó phải có cái thời khóa tu, nó có một cái sự gia trì gì sao á. Chứ ngoài ra mà người ta, con người ta mà một cái quán ăn hay gì đó mà đâu có nổi đông gì, chừng 100 người gì 50 người nó nói chuyện sùm. Đến nhà mình mà đám giỗ hay gì mà vài chục người 100 người nói chuyện sùm cũng bể nhà đúng không? Trong khi số lượng người 600 người ngồi trong đây ở trong chùa, một cái mái chùa ở chung gì, ngủ nghe nằm tràn lan đại hải, mà tới giờ ngủ cũng đi ngủ à. Tới giờ đi tu, tới giờ xuống nhà ăn ngồi ăn. Đông thiệt là đông, không ai nói chuyện. Cái điều này khó lắm quý vị à. Nên nó nhờ cái công đức niệm Phật, nhờ cái sự gia trì của Phật, và nhờ con người ta tiếp nhận Phật Pháp mới được gì. Thêm cái nữa là phải có sự hướng dẫn người ta. Người ta mỗi người có sự tự giác nên người ta mới được gì. Đúng không? Cái này là quan trọng. Vậy thì những đức nhìn nhận vào cái thời khóa niệm Phật lại Phật sáng tối vô cùng là quan trọng. Nên những đức mới đưa lên thời khóa sáng tối cho quý vị, tạo điều kiện là tượng Phật. Tượng Phật những đức đặt mà gần 7 năm nay vì suy nghĩ đi. Trời ơi, một pho tượng cứ 300 ngàn. Ta đi đến chùa tu ngày Chủ Nhật, thỉnh một pho tượng là 300 ngàn. Có những người ở xa ta thỉnh được 3 pho tượng luôn một lúc. 3 pho tượng là 900 ngàn quý vị, nói đơn giản. Mà những đức đặt gần 7 năm nay không gián đoạn. Những ngày mà dưới Bồ Tát Quán Thế Âm là 500 pho tượng. Như lễ Phật Đản đến, những đức cũng đặt mấy trăm pho tượng Di Đà. Sắp sửa tới lễ Phật Đản ngày mùng 8 tháng 4. Thật sự mà nói thì những đức thấy rằng là thời thế nhiều kiếp nạn, con người phải được giáo dục, con người phải biết tu hành, con người phải tin nhân quả thì mới cứu vãn được cái kiếp nạn nhân sinh. Một phần là đất nước chúng ta rất là kỹ lưỡng, nhiều người người ta có một cái sự mà ngăn ngừa dịch bệnh, người ta có một cái tâm rõ ràng và kỹ lưỡng. Đất nước chúng ta tuy nhỏ nhưng mà tất cả những người có cái quyền làm việc của người ta kỹ lưỡng, người ta làm chuẩn vô cùng nó mới được gì. Và thêm cái nữa, người dân của đất nước chúng ta không đến nỗi quá tệ, dù cỡ nào cũng không quá tệ, vẫn còn những cái lễ phép, cái đạo đức của con người với con người. Vì coi có những đất nước ở thế giới mà con người ta mà giống như có vợ có chồng, mà chồng mượn vợ, vợ mượn chồng, người ta đi nhảy đầm đường này kia. Đất nước mình chưa đến nỗi nó đi đến cái mức như vậy, nó chưa đến nỗi nó quá khứ là tệ. Nó vẫn còn những cái nền văn hóa mà đất nước mình vẫn còn tồn động, mà con người vẫn muốn tiếp nhận nền văn hóa đó.
Nên con người mà nó có tôn giáo, có Phật giáo nó tiếp nhận thì đất nước nó không đến nỗi nó quá tệ. Thí dụ như giờ đất nước Ấn Độ đi, tuy là đất nước Phật ra đời nhưng họ không tiếp nhận Phật pháp, họ tha hồ, họ làm ác, họ làm bậy. Thêm cái nữa là họ đi theo những cái mê tín. Quý vị coi cái kiếp nạn đến với họ kinh hồn kinh vía không? Nó nên từ nơi đó mà một đất nước tất cả những cái gì mà nó mê tín, mà những cái gì mà nó tàn sát sinh linh mà bằng một cái cách mà nó không phù hợp là phải xả bỏ liền đi. Đừng có để những cái lễ hội mà tàn sát sinh linh nhiều quá là nó còn sẽ có kiếp nạn đến rất là lớn. Nó từ nơi đó mà cái người trên mà nhận định được chỗ này là đặc biệt lắm. Nên những đức nói rằng là Phật pháp có một vai trò rất là lớn để giáo dục nhân sinh. Vì coi tất cả những người mà biết tu, nếu họ nghe nhân quả, họ hiểu nhân quả, họ chịu tiếp nhận đó nghe. Cái người mình quản lý, cái người mà biết tu dễ lắm. Tại vì sao? Vì họ có một cái chừng mực của chính họ. Bây giờ người ngồi trong đây quý vị biết tu, quý vị chạy xe ra đường có vượt đèn đỏ ra được không? Sao mà vượt đèn đỏ được? Nó cái người chạy xe vượt đèn đỏ là mình thấy không lễ phép rồi đó, không chấp hành rồi đó, hiểu không? Không làm gì được rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ cái người biết tu mình đi ăn trộm của người ta được không? Thấy của người ta rớt mình lụm lấy bỏ vô túi, ăn cắp của người ta được không? Khó làm lắm á. Rồi bây giờ mình là người biết tu mà mình đi lấy vợ của người ta coi được không? Sao được? Thí dụ như giờ mình biết tu mình đi chung, đi chùa chung với nhau, tự nhiên mình thấy cái cô đó được cái mình cứ chọc ghẹo người ta, mình lấy vợ người ta. Cái này là thời gian là mình cũng tiêu chứ mình có làm sao được, đúng không? Nó cũng dè dặt chỗ này chứ. Rồi bây giờ mình là biết tu mình đi chùa suốt, xách giỏ đi suốt. Không lẽ bây giờ mình có chồng rồi, bây giờ mình gặp mấy người ta đi chùa cái mình cũng nói chuyện với người ta từ từ, mình làm quen với người ta được, uống cà phê cà pháo với người ta được, coi được không? Sao làm với được chợ? Thấy chưa? Tại vì sao? Dù cỡ nào thì mình cũng biết tu hành nó đỡ ha, nó không đến nỗi mà như vậy. Đó là một cái vai trò rất lớn để mà hỗ trợ cho một đất nước, để mà quản lý con người. Tại vì con người cần thiện, nên người xưa người ta nói cái câu á, muốn cho một quốc gia được hưng thịnh là phải lấy giáo dục làm chính. Cái giáo dục con người nó làm chính. Nếu như con người mà nó không tiếp nhận giáo dục thì việc ác gì nó cũng làm. Nó chỉ cần lợi mình mà hại người khác, gì cũng làm được. Nên Phật pháp có một vai trò rất là lớn đối với nhân sinh sống. Nó có một nền giáo dục rất là đặc biệt nằm bên trong. Nên chúng ta là người học Phật là thường an lạc, thường vui. Là gì? Là ngay cái chỗ đó chúng ta tiếp nhận giáo dục, chúng ta mới có cái niềm vui và sống được hạnh phúc vậy. Quý vị coi trong chùa mình đông người vậy, vô đây giàu nghèo gì cũng cùng là một, sống ở trong đây hết trơn à. Nó chứ nếu như bây giờ trong chùa mình á, mà đối với người giàu mình đãi một bên, đối với người nghèo mình đãi một bên là coi không được, đúng không quý vị? Đối với người giàu thì niềm nở tiếp đón, đối với người nghèo thì bỏ rơ, vậy thì nó kỳ cục, nó coi không được rồi. Nhưng mà mình đi vô đây mình đều là giàu nghèo gì cũng ở trong đây, ăn cơm hộp thì cùng ăn cơm hộp, ăn đậu hũ thì cùng ăn đậu hũ, uống bò cụm thì cùng uống bò cụm, cụm ly để uống. Nó rất là rõ ràng. Nên con người nó cảm thấy vô đây người ta thích, người ta vui, người ta phải có một cái hương vị gì đó mà người ta lễ cái là nó đi vô đây liền, thấy nó bình yên. Buổi sáng đi tu xong rồi đi một vòng xung quanh chùa thấy nó bình yên vô cùng. Nó có được giây phút bình yên là gì? Nhờ thời khóa tu. Vì thấy buổi sáng tu xong bước ra nó mát mẻ vô cùng không? Tu xong bước ra nó sảng khoái vô cùng. Đi một vòng xung quanh ngồi băng ghế nào cũng thấy sảng khoái. Còn mình ngoài đời có khi mình mà không dụng công tu, buổi sáng thức dậy mở mắt ra cái là lo chuyện này chuyện kia sang si. Nên cần cái thời khóa tu buổi sáng để chi? Tu xong rồi con người mình nó lắng động lại, con người mình nó dịu tâm. Khi con người lắng động dịu tâm lại, cái lời nói mình nó cũng nhẹ nhàng. Đối với cái lời nói với chồng buổi sáng nó cũng thấy hay. Đối với lời nói với vợ buổi sáng cũng hay. Đối với lời nói đối với con cháu buổi sáng cũng hay. Đối với cái việc đi vô công ty xí nghiệp làm, mình gặp người mình chào hỏi, nụ cười mình cũng rạng rỡ. Tại vì sao? Vì sáng mình tu thờ rồi. Mình tu thờ rồi con người mình nó mát mẻ liền à. Nó rồi xong cả ngày, xong tới buổi chiều tối mình tu đường thờ nữa. Mà thờ phá những đức đưa ra rất là gọn, rất là khỏe cho vị tu. Nên bữa nay chúng ta có cái lo này tặng với vị, cái lo này những đức thấy cũng rất là hay. Nhớ. Cái lo này nó có cái thờ khóa tu. Cái thờ khóa tu á, lễ Phật 4 chữ, lễ Phật 6 chữ, tùy quý vị. Tu 6 chữ hay 4 chữ gì cũng được. Trong đây chỉ có hai phương pháp tu, đó là lễ Phật 4 chữ, lễ Phật 6 chữ. Mà đầu tiên đều là địa chung trước.
nhớ. Đây là cái phương tiện rất là hay để mà chúng ta tu. Mà cái lo này nó có điện ở trong sẵn, nó giữ pin được nha. Nên có khi mình cầm đi đâu, mình đi đến đâu mình muốn dụng công mình tu mình cũng cầm theo được. Hết pin thì sạc. Thời gian nó giữ pin được chắc cũng lâu lắm á. Xài mà mình xài đồ điện tử mình xài kỹ nó bền. Cũng như những đức mà cái máy niệm Phật đeo cổ, những đức ghim điện suốt, những đức để ở trong phòng những đức mà hơn 5 năm mà vẫn còn y nguyên, bình thường không bị gì, xài không bị hư. Đồ điện tử mà cứ rút ra rút vào nó hư, chạy điện trong nó hư gì. Thí dụ như giờ mình muốn ghim vô cục sạc, mình phải coi cái đầu sạc và coi cái vị trí mà để mình ghim vô sạc này. Mình phải coi, mình coi mình nhìn cái vị trí của cái đầu sạc nó làm sao nó phù hợp vào cái đích sạc này, đúng không? Chứ không phải là tự nhiên mình cầm mình chọt đại chọt càng, nó gãy cái chấu trong đó làm sao mình sạc. Có nhiều cô ví dụ như mắt mình mờ mờ, mình nhờ ai mắt sáng sáng một chút, hoặc đã ghim rồi thì thôi để mình ghim luôn phước cho rồi đi, để đi, đừng có rút ra rút vào là nó hư cái chấu này là tiêu rồi nè, hiểu không? Thí dụ như giờ cái máy này chúng ta chỉ dụng công thờ khóa tu thôi. Tại vì thí dụ như bây giờ cái thờ khóa lễ bốn chữ này là số 1, thì chúng ta tu xong rồi thì chúng ta có cái bật tắt này, chúng ta gạt ngang là tắt rồi, gạt lại là hát, gạt lại là tắt, nó một nút một à, gạt ngang là hát, gạt lại là tắt. Thì vị biết rằng vị vừa tu xong thờ thì gạt ngang tắt, rút cái chui điện ra, mà rút cái chui của cái chỗ mà ghim á, ghim điện đó ra, thấy không? Chứ mình đừng có rút ngay cái đầu này, giữ đầu này yên nguyên đi. Nó thì sao thì xài chắc chắn là chắc nó bền lắm luôn á. À, chắc nó bền lắm luôn. Rồi tới giờ tu rồi mình gạt ngang tại nó còn điện nè. Mình tiếp tục mình tu thử có được bao nhiêu thờ của cái hơn tiếng này. Một thờ của nó là tu chỉ có tiếng 5 phút là gì? Niệm địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút. Là một tiếng 5 phút. Hồi hướng gọn hơn là nghỉ. Hôm qua có cô kia cũng hỏi như đức thầy ơi, hồi hướng sao trong gia đình mình cho đầy đủ thầy? Những đức nói ở chùa thì thêm chút nữa, chứ ở nhà thì gì là đủ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Đủ rồi. Viên mãn vô cùng. Cái hồi hướng đó là nó là câu Phật hiệu mình niệm cầu sanh cực lạc là hồi hướng rồi đó. Còn đọc hồi hướng đó là có lệ thế. Chứ thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc là hồi hướng chứ gì? Mình nguyện sanh về cực lạc, mình niệm Phật là nhớ thế giới cực lạc, mình muốn về thế giới cực lạc là hồi hướng chứ gì? Muốn về liền được về là như vậy. Thấy không? Nên cái lo này thì bữa nay chúng ta có khoảng 2.000 chiếc lo mà thờ khóa tu, và có 500 chiếc lo mà điệu hộ niệm. Thí dụ như có những người ngồi ở đây, quý vị có một cái điệu tu ở nhà, thờ khóa tu của mình ở đây mà ổn rồi, thì tùy quý vị ha, thì quý vị nhận cái lo hộ niệm. Còn nếu như có những người quý vị mà không dùng thờ khóa tu gì luôn, mà cũng không bắt cái điệu niệm Phật trong nhà luôn, vậy thôi quý vị đừng có nhận. Nhận chi? Ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ đã không xài chiếc lo này, tôi tặng chiếc lo này là tôi tặng cho tu mà. Bây giờ mà nhận mà bây giờ không đem về tu thì quý vị có lỗi gán chịu, có tội luôn á, có lỗi gì? Tiền của chúng sanh tôi đặt tôi tặng cho quý vị mà. Thấy không? Nhận về là chúng ta giữ thờ khóa tu sáng tối. Đây là tôi chỉ rõ ràng nha. Thờ khóa tu sáng tối, dùng thì nhận, còn không dùng thì đừng nên nhận để cho người khác. Chứ không phải rằng là người ta tặng là đem về vứt đại vứt càng, hoặc đem về lấy cái thẻ ra chép nhạc đồ nghe chơi. Tội gán chịu á, tôi nói trước á. Tôi tặng là tôi tặng, nhưng tôi nói rất rõ ràng cho nghe. Chứ ngoài ra không nói rõ ràng, người ta nói tại thầy không nói rõ, đúng không? Nên từ nơi đó cái món đồ người ta tặng cho là bằng cái tấm lòng người ta tặng cho mình. Thì khi mình nhận, mình phải nhận bằng một cái tấm lòng của mình để mình về mình sử dụng. Vậy thì hai bên nào cũng có phước lớn lắm á.
Thí dụ như của trong ngôi Tam Bảo hay là một món đồ quý vị bỏ tiền mua là chuyện nhỏ thôi đối với quý vị. Chiếc lo này 120.000 là chuyện nhỏ mình mua được đúng không? Nhưng mà cái món đồ tặng nó có một ý nghĩa đặc biệt nằm bên trong. Người ta đến với mình bằng một cái tâm đến với mình mà. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, bây giờ cái lo này nó 100 mấy, nhưng mà nó chỉ có 100 mấy là dưới khả năng mình mua thì dễ lắm. Nhưng nếu bỏ ra 2.500 chiếc lo để mà tặng một lúc, quý vị nghĩ bao nhiêu tiền? Nên chùa mình mỗi lần mà tặng đồ, thí dụ như tặng đồ là phải bỏ vài trăm triệu để tặng. Tại vì nó chỉ 100 mấy, nhưng mà 2.000 cái lo là 200 mấy chục triệu rồi, 500 cái kia nữa. Thì quý vị nghĩ đi, nó số tiền nó lên rất là nhiều. Một cái nhỏ mà do quá đông nên nó thành nhiều. Như cái hộp năng lượng niệm Phật, quý vị nhớ cái hộp những đứa hứa tặng chiếc lo, nhưng mà chiếc lo này làm lúc trước làm không được luôn. Làm không được á. Đúng là những đứa làm thẻ bích nè, nhưng mà nó làm không được, những đứa làm thẻ G luôn. Nhưng mà những đứa nghĩ nè, cái thời khóa tu thôi nên những đứa làm chiếc lo thẻ G luôn. Nên làm mới được, còn thẻ bích làm không được. Nó nên á, những đứa mới làm thẻ G luôn. Mới làm được, lúc trước những đứa hứa cho, hứa tặng, nhưng mà làm không được, nên những đức làm được cái năng lượng niệm Phật, những đức tặng năng lượng niệm Phật liền. Nhưng mà khi có chiếc lo rồi, trong lòng mình cứ nhớ cái câu là mình hứa tặng, mình chưa tặng được, thì bây giờ những đức có lo, những đức tặng lo. Thật sự mà nói thì cuộc đời con người là hứa nó quan trọng quý vị. Một phàm phu như mình mà còn trọng cái lời hứa gì, không chỉ Phật A Di Đà ngày hứa ngày, chúng sanh nào niệm Phật ngày tiếp dẫn, làm gì ngày không tiếp dẫn. Những đức nói phàm phu, những đức hư hỏng nè. Mà những đức cái lời hứa mà trước công chúng mà mình không làm được là mình thấy mình ngại ngùng mà. Không làm được đây không phải là mình hứa lụi, mà là do gì cái nơi sản xuất người ta không làm được á. Mà những đức thấy còn kỳ kỳ nè. Mà nó đã đổi cái phương pháp, cái loại khác để tặng rồi đó nghe, mà cũng thấy kỳ kỳ. Nếu chiếc lo này đem gì mà chưa tặng, mà tặng rồi lương tâm mình thấy nó thoải mái lắm. Thấy chưa? Mà còn người phàm phu này mà còn gì, không chỉ là Phật A Di Đà, không chỉ là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ mình niệm A Di Đà Phật, niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi, được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Hai vị giáo chủ đã đưa lên pháp môn Tịnh Độ này để chỉ chúng ta trong thời mạt pháp, chúng ta còn gì mà nghi nữa. Vì thì chân thật niệm Phật là khỏi cần lo, khỏi cần phải nghe bất cứ một người nào ở cõi đời này mà họ nói rằng là Tịnh Độ không có, hoặc là không có thế giới cực lạc, hoặc niệm Phật không chắc giảng sanh đâu này kia. Khỏi cần nghe cho chán mệt. Có nghe đi chăng nữa cũng để ngoài tai hết. Tôi tin ngay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tôi tin ngay Phật A Di Đà chắc chắn nhất. Nó nghĩa là quý vị suy nghĩ đi, nó đó là cái ví dụ của những đức, thấy chưa? Rõ ràng là một tài kẻ phàm phu tục tử như những đức này mà còn muốn trọng lời hứa này, thấy chưa? Thấy lời hứa còn quan trọng chứ Phật A Di Đà. Trời ơi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày có một cái tướng lưỡi rộng dài mà nhiếp thọ tất cả những hàng ngoại đạo. Khi mà ngài giảng thuyết họ không tin á, thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài hỏi là các người cái lưỡi dài bao nhiêu, người nào mà cái lưỡi le lên mà đụng lỗ mũi á, có cô nào le thử đi, le lưỡi ra mà đụng cái chót mũi mình là ba đời không nói dối á. Thì vị le thử đi, có ai trong đây mà cái lưỡi le lên mà đụng cái đầu mũi không? Đa dạng chúng ta là ít có ai ba đời không nói dối. Vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni á, ngài nói xong rồi ngoại đạo le quá trời, không có ai mà le đụng cái đầu mũi. Cuối cùng Đức Thích Ca Mâu Ni ngài le một cái lưỡi ngài chùm cả cái mặt này luôn. Cái lưỡi Đức Thích Ca Mâu Ni đừng có nói chùm cả cái mặt. Tướng lưỡi rộng dài chùm tặng hư không khắp pháp giới, nghĩa là đời đời không nói dối. Được cái tướng như vậy để độ chúng sanh, nói thật không? Không nói lời giả dối. Vậy thì cái pháp môn Tịnh Độ này, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng là thời mạt pháp muôn ức người tu hành, không có một người đắc đạo, đó là tu thánh đạo môn, là ngoài Tịnh Độ nha. Chỉ có những người tu pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật tín nguyện kiên cố, thì đời này người này mới được giảng sanh về thế giới cực lạc, là thành đạo. Nên chúng ta tu của môn Tịnh Độ là chúng ta rất rất là yên tâm, vì có cái sự chứng thành của hai vị giáo chủ, Đức Thích Ca Mâu Ni chứng minh, Phật A Di Đà tiếp dẫn chứng minh. Vậy thì chúng ta tu của môn Tịnh Độ là có cái chứng thành này mà của hai vị giáo chủ, thì chúng ta yên tâm mà tu rồi, không cần phải lo. Chỉ cần chân thật niệm Phật cả đời không thay đổi.
dù gặp cảnh ngộ gì, dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, dù tan gia mất mạng, mất của cải hết, chúng ta cũng phải niệm Phật nữa. Dù cho sự cố cuộc đời này có xảy ra như thế nào cũng phải niệm Phật. Quý vị nhớ này, nếu quý vị mà có lòng tin, tín nguyện kiên cố gì đó nghe, khi mà gặp kiếp nạn gì đó mà người ta chạy đôn chạy đáo, hoặc là chúng ta trong một cái lúc mà đang nguy cấp nhất, nước trôi bồng bềnh trôi chúng ta đi không biết trôi đi gì đâu, hoặc là đang mà gọi là lũm chùm dưới nước, hoặc là lửa cháy, hoặc là súng nổ đạn bắn gì đó, cái lúc đó tự nhiên quý vị không biết nương vào ai, đối với chồng vợ con cháu quý vị không có nương vào được, còn của cải thì khỏi cần nói tới, người thân chúng ta còn không nương vào nhau được. Tại vì sao? Vì mạng ai lúc đó thì tự lo. Vì đó mà cái lúc đó quý vị lại là một con người niệm Phật thì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe không? Nó lại niệm được câu Phật hiệu này, nó có một cái nơi nương tựa gì về mặt tinh thần, thấy chưa? Tại vì cái lòng tin về Phật của mình nó ngày ngày nó đang bổ túc, thì bây giờ cái lúc sự cố xảy ra mình nương vào Phật. Nó hoặc là cái người trì chú, tin vào trì chú thì lúc đó người ta trì chú, nhưng mà lúc đó có khi quên chú mất tiêu luôn, tại vì sao? Sợ quá trì chú không kịp, hiểu không? Tại vì chú trì phải hết một bài chú, mà bây giờ hết bài chú tự nhiên lụ đạn nổ cái ầm, chưa hết bài chú cái ầm cái là chưa hết bài chú. Còn câu Phật hiệu thì nó mau quá, thí dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đạn xẹt ngang mình cũng xong câu A Di Đà Phật rồi, xẹt ngang cái mình à, mình giảng sanh rồi. À, hôm nay chúng ta học đến đây nha. A Di Đà Phật. À, chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.